Chào mừng các bạn đã đến với Lộc Bình TV. Thì hôm nay là mình sẽ đi quay là cái cảnh lễ hội của Na Dương nhá. Mình sẽ quay xem là mọi người là đi hội như thế nào trong cái là dịp dịch corona này nhá. Đấy nha, mọi người là trên mình là đi vẫn rất tự nhiên nhá. Không cần đeo khẩu trang mấy nhá. Ít người đeo khẩu trang lắm. Đây, kể cả các em gái đây cũng với các nhóm thanh niên ở đây cũng không đeo khẩu trang đây này. Đây. Đấy, đây các em đây cũng không đeo khẩu trang đây này. Ô các em ơi, cái dịch thế này không đeo khẩu trang à? Không sợ dịch à? Đây nha, các em là đấy đi hội mà đấy cũng không đeo khẩu trang các kiểu nhá. Trên dân trên mình đấy. Đây là không phải riêng các em đấy nhá, mà mọi người đây. Đấy, đi xe. Đây thì là mình sẽ đi lên trên một vòng xem chỗ nào đông đông người. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá, xem mọi người ở đây như thế nào. Đấy, rất là nhiều người là không đeo khẩu trang nhá. Đây, có một số, chỉ một số người là đeo khẩu trang đây. Đấy, đây, một số người đây đeo khẩu trang đây. Đấy, đây kể cả các em nhỏ ở đây cũng không đeo có khẩu trang nhá, mà đây kể cả các bà già ở trong đây cũng không đeo khẩu trang đây này. Đấy, cũng không đeo khẩu trang nhá. Đây này, mọi người đi hội rất tự nhiên nhá. Đấy, hôm nay thì là hội Na Dương là 13 tháng riêng nhá, hàng năm. Đấy. Đấy. Đây này, các em nhỏ ở đây này thì cũng không đeo khẩu trang đây, rất là nhiều. Đấy, còn có anh chị đang là chuẩn bị là ném phi tiêu đây này, còn cũng không đeo khẩu trang. Thôi à? Thế là phải rèn luyện để sang năm là ném. Mọi người thấy không? Rất tự nhiên mà cũng không cần đeo khẩu trang nhé. Kể cả người bán hàng lớn là người đi hội đây này. Còn đây các em gái đây này. Em ơi, không ném phi tiêu rồi à? Hả? Không ném phi tiêu nữa à? Kiểu em ném đi em ném đủ anh ạ. Ô thế mà dịch thế này các em lại không đeo khẩu trang à? Khẩu trang anh ạ. Em đeo đâu? Em mất rồi. À, mất khẩu trang rồi à? Ô thế không sợ? Anh sợ tao tao chứ đeo. Không sợ là dịch à? Không đâu nhá. Đấy, mọi người thấy không? Các em đi là cũng không đeo khẩu trang trên đấy. Đây là ít người đeo khẩu trang nhá. Đạt ơi! Đạt ơi! Tất cả mọi người hầu đa là nói chung là 80-90% là không đeo khẩu trang. Đây nhá, như đây là các em là đang đi lễ hội rất đông đây nhá, nhưng mà cũng không đeo khẩu trang đây này, mọi người xem thấy không? Con gấu to đấy em. Phi được à? Đây nha, khu vực này là các em là học sinh đang là chơi phi tiêu rất là nhiều nhá. Đây, đông nghịt luôn. Phi nhẹ nhẹ thôi em ơi. Đi đi. Ôi giời, đánh trúng rồi đây. Đâu? Không bắt được luôn. Bắn đây. Đâu? Đâu?
làm được việc không? Để các bạn đi. Quan rất nhiều nha, chúng cho được bác này. Chú ơi. Chú Bạch. Chú Bạch à? Được. Chú bảo là phi trượt vẫn được. Đây. Đây nhá, khu vực này trên này là cũng rất nhiều em nhỏ nhá. À, cũng không đeo khẩu trang đây này. Đấy. Các em gái là học sinh đấy. Hello chú. Chú ơi, nhìn già lắm mày á. Em chào bác. Ôi trời ơi. Em ơi, cho anh hỏi một chút. Ơi, em là học lớp mấy rồi mà lại chào chú? Đây, cháu học lớp. Hello chú. Lớp 9 ạ. À. Lớp 9 thì làm gì chú, anh em thôi. Anh mới có học lớp 12. Thế chị chào em. Hả? Sao lại chị chào em? Thế bảo học lớp 9 lại bảo chị chào em. Ờ thế anh sinh năm bao nhiêu? Thế em bảo học lớp 9 là anh học lớp 12 thôi. Lớp 12, 202 á? Thế số 5 lớn hơn hay số 2 lớn hơn? Số 5 lớn hơn. À, 2005 à? Thế bọn em đi hội là lâu chưa hay là mới đi? Yêu cầu 2 chỗ bán bóng bay. Đi được lâu rồi ạ. À, sáng nay đi hay trưa mới đi? Trưa ạ. À, thế bọn em là không đi chơi trò chơi này à? Hoặc chơi? Em không chơi mấy trò này. Em là sinh năm bao nhiêu? Em 2K5 ạ. 2K5 à? 2K5 là bao nhiêu? 14 tuổi à? 14 tuổi là học lớp 9 nhỉ? Em là gái tên là gì? Em tên là Uyên ạ. Uyên à? Vâng. Thế mà em đi hội bê trong thời điểm dịch như thế này em không đeo khẩu trang này không sợ à? Vừa mới tháo anh. Em cười lên các anh chụp ảnh cái nhá. Nhà em gái là ở đâu đấy? Em ở Lợi Bác ạ. À, Lợi Bác à? Lợi Bác là trong này đi vào nhỉ? Anh mới học làm thôi, thấy người ta đi quay hội hay thì anh cũng mới học làm thôi. Anh kênh học ai? Hả? Có chứ, có đăng lên mà. Kênh học á? Anh đăng lên YouTube mà. Anh Tuấn kia, thế là bọn em có nhiều người không? Có nhiều bạn đi cùng nhau không? Dạ, một lũ. Nhưng mà đi về hết rồi. Về hết à? Còn mối em là đợi người yêu ra đón đây phải không? Có người yêu. Em là sự ý thôi. Ôi, nhìn xinh thế này mà không có người yêu thì ai tin? Em còn đang sợ đây là đây này. Xấu gì mà xấu, em xinh nhờ. Thế là bọn em bây giờ đang tính đi đâu đây? À, lên đi chơi à? Thế em đi đây, anh đi cùng em được không? Hả? Thôi, anh đi cùng người ta, bạn người khác. Em không đi cùng anh được. Sao lại không đi cùng anh? Anh đi một mình mà. Anh nói hỏi em ngại. Ngại đâu? Em cười tươi xinh đấy mà làm gì mà ngại. Chú kênh nào ấy chú? Anh rồi. Thằng anh thôi. Có kênh nào ạ? Để cháu xem. Đúng rồi. Mới làm thôi, Lục Bình TV. Mới Lục Bình TV. Còn có mới học làm mới có mấy người đăng ký đấy. Hả? Thế có ai nghe nhờ anh Tuấn không? Mai em có đi hội nào không? Mai em có. Đi hội nào đấy? Đi xuống Lộc Bình. Nhưng hội ở đâu? Ở Lộc Bình. Anh cũng ở Lộc Bình mà. Lộc Bình làm gì có nó hội nào đâu? Hội chùa. À, đính chùa à? Mai cho anh đi cùng với. Mai anh cũng vào hội đấy mà. Xem thế nào mà anh ơi. Mai anh cũng vào đấy. Mai có nhiều bạn đi chơi không? Thế là mai đi cho anh đi ké với nhá. Cho anh xin số điện thoại được không? Em bấm vào đây cho anh là được rồi. Bấm vào đấy cho anh là được. Mai đi là gọi cho anh nhá.
Đấy, đây tất cả mọi người ở đây nhé, đều cả em gái xinh và các em nhỏ nữa, nhưng đều đa số là không đeo khẩu trang ấy nhá. Đây. Đấy, tất cả mọi người đa số đều giống nhau hết. Chỉ có loại là 10% là đeo khẩu trang đấy nhá. Kể cả người bán hàng lẫn người mua hàng nhá.